Dạ em xin chào cô chú anh chị nha. Đây em có những cái chiếc bình củ tỏi cô chú anh chị. Từ thấp cho đến cao ha, từ cao đến thấp. Và đây em có một cái chiếc bình trúc lâm thất huyền cô chú anh chị ơi. Bình này rất là đẹp nha, bình củ tỏi dán tụ tài. Củ tỏi dán tụ tài giùm em luôn. Miệng bình là 16 cô chú anh chị, cao là 47 ha. Cao là 47, bụng bình ngang qua là 26. Rồi giá là 1,1 triệu, mã số 1 ha. Mã số 2 kích thước như vậy luôn, mã số 3 luôn nè, cùng kích thước luôn quý anh chị. 1, 2, 3, hoa đào, hạt. Rồi lên dùm em là số 1, trúc lâm thất hiền. Số 2 là chim chỉ và trái đào nè. Số 3 là hạt nè. Ba bình này là giá là 1,1 triệu của quý anh chị. Rồi tiếp theo em có một cái bình màu đỏ rất là đẹp nhìn, có hoa tha vô quý và có chim chỉ. Miệng bình là 13, cao dùm em 40 nha. Giá là 750 cô chú anh chị. Có chiếc bình này là men nó bóng đẹp hơn, được luôn đốt đốt ở nhiệt độ cao nè. Bình này thì cho em mã số 5 màu xanh, có hai hoa đỏ. Bình này 850 ngàn nha, 850 ngàn. Rồi có một chiếc bình màu trắng hoa sen, miệng 13, cao là 38, cao là 38 của chú anh chị ơi. Họa tiết hoa sen, bình này là 700. Rồi cho em bình hoa sen mã số 6, 700 của chú anh chị. Bình màu vàng củ tỏi nè, mã số 7 dùm em. Bình này 750 nha. Tùy mã số em có cái một cái giá nhất định nha cô chú anh chị. Miệng bình cũng 13, miệng bình cũng 13 dùm em, cao là 40. Và màu vàng mã số 7 nha, 750. Em có một cái bình củ tỏi nè, hoa vẽ bên trong, hoa ẩn, hoa vẽ tay. Bình này 700, đường kính miệng 12, sau lòng là 36. Rồi mã số 8 dùm em, 700 cô chú anh chị ơi. Rồi bên này là mã số 9 nha. Mã số 9 dùm em, cao là 40, miệng 13, giá là 850 ngàn. Men bóng rất là đẹp. Bình hạt mã số 10 nè, bình màu đỏ, đỏ mận, đỏ đô. Mã số 10 cô chú anh chị ơi, bên này cũng 850 nha. Tất cả ở đây là bình tụ tài, bình hút lọc. Đó, cô chú anh chị có chốt cái gì thì gọi lại giùm em số like 0703 948 359 để mình chốt thành công ha. Cảm ơn cô chú anh chị.